Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì việc sử dụng máy lọc không khí đã không còn quá xa lạ gì với mọi chúng ta rồi. Và hôm nay thì mời mọi người cùng siêu thị Kim Quốc Tiến tìm hiểu một chiếc máy lọc không khí đến từ thương hiệu Coway. Đây là máy lọc không khí được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và có mã số đó là AP1008CH. Thì các bạn có thể thấy nhìn từ phía bên ngoài thì máy lọc không khí này có ưu điểm đó là có thiết kế rất là gọn nhẹ và rất là sang trọng, phù hợp với không gian hiện đại của chúng ta. Đây các bạn có thể thấy. Thì một điều mà chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm đó là sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp 100% từ Hàn Quốc và sản phẩm sẽ bao gồm như thế này. Thì nhìn từ phía bên ngoài thì đây, vỏ ngoài của Coway được làm bằng nhựa cách điện. Chính vì vậy khi mà chúng ta có sử dụng trong gia đình mà có trẻ em thì thường trẻ hay tinh nghịch và sử dụng thì cũng sẽ không lo lắng là có bị những cái sự cố về điện hay không. Khi mà chúng ta gỡ ra, ví dụ như trẻ có tinh nghịch mở ra đi chăng nữa, đây các bạn có thấy mở ra rất là dễ dàng thì máy cũng sẽ tự động ngắt điện luôn. Cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Đây, phía bên ngoài. Thì ở phía bên trong sẽ bao gồm những cái lõi lọc của máy. Đây, các bạn có thể thấy. Thì đây là lõi lọc thô. Màng lọc thô nha. Thì các bạn có thể thấy máy này sẽ gồm có 3 màng lọc. Thì màng thứ nhất đây là màng thô để mà loại bỏ những cái chất, loại bỏ lông, tóc hoặc là những cái bụi bẩn thông thường. Thì chúng ta nên vệ sinh cái này 2 tuần một lần. Đây, có thể dùng chà rửa hoặc là có thể dùng máy hút bụi để mà vệ sinh. Thì tiếp theo thì đây là màng lọc A3. Đây các bạn có thấy đây là màng bạc. Đây là màng lọc HEPA. Thì HEPA được làm từ cây bạch quả và su mát Nhật. Thì HEPA có tác dụng đó là có thể ngăn ngừa cúm hoặc là loại bỏ các cái khói thuốc lá, nấm, virus và bụi siêu nhỏ gây tắc nghẽn hô hấp. Thì thông thường thì chúng ta có thể là 1 năm hoặc là 1 năm rưỡi thì mới thay, tùy vào cái việc hiệu suất sử dụng của chúng ta. Thì hơn nữa cách nhận biết đó là khi mà chúng ta sử dụng thì cái màng thường nó sẽ bị thâm kim. Thì đây là một cách nhận biết để mà chúng ta cần để mà vệ sinh. Thì các bạn có thể thấy thì cái máy lọc không khí này rất là dễ để mà lắp ráp. Sau khi mà vệ sinh xong thì đây các bạn có thể thấy chỉ cần lắp vào bên trong như thế này thôi. Đây rất đơn giản. Thì khi mà chị em phụ nữ chúng ta ở nhà sử dụng và vệ sinh máy cũng rất là dễ dàng hơn. Và hơn nữa, nếu như mà chúng ta không có nhiều thời gian thì các bạn cũng có thể liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng của Coway để mà được nhân viên chúng tôi trực tiếp xuống để mà chăm sóc và vệ sinh máy. Thì các bạn có thể thấy đây, và ở phía bên trên thì cũng sẽ là những cái nút nhấn điều khiển ở đây. Đây, những cái chế độ và cũng như là cái tốc độ của nó như thế nào. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.